Mến chào quý cô chú anh chị cùng quý nhà đầu tư đang xem kênh Nhà đất Bình Phước Quốc Hương nha. Dạ thì hiện tại em đang có mặt tại thôn Tư, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước nha quý cô chú anh chị. Và hôm nay em sẽ gửi đến quý cô chú anh chị một lô đất sào có giá cực mềm luôn ha. Và ở đây thì quý cô chú anh chị cũng thấy là nhà cửa, dân cư và quán xá tập trung ở đây cũng khá là nhiều ha. Và cái hướng này thì sẽ di chuyển ra đường quốc lộ như quý cô chú anh chị. Và từ đây di chuyển ra đường quốc lộ là khoảng 4,5 km ha. Và ở đây là đường nhựa thông tứ hướng luôn đó quý cô chú anh chị ha. Và nếu quý cô chú anh chị có thời gian thì nén chút thời gian theo dõi hết video ngày hôm nay của em nha. Dạ thì đây là đường vào lô đất của mình nha quý cô chú anh chị. Thì đường nhựa của mình ở đây là đường nhựa thông ha. Và bây giờ em sẽ di chuyển vào cái đường bê tông này. Và lô đất của mình thì cách đường bê tông là khoảng 200m thôi quý cô chú anh chị. Và ở đây là có các hộ dân ở hai bên đường ha. Và vườn của mình thì là đất sào nha quý cô chú anh chị. Chỉ có hơn 42 triệu một sào luôn. Thì giá cũng khá là rẻ luôn quý cô chú anh chị. Và nếu quý cô chú anh chị có thời gian thì xem hết video của em nha. Dạ thì hiện tại em đã có mặt tại lô đất rồi nha quý cô chú anh chị. Và cái đường đất này là cái đường đất di chuyển ra được cái đường bê tông ban nãy em di chuyển vào ha. Và từ vị trí em đứng đây di chuyển ra đường bê tông là khoảng 200m thôi quý cô chú anh chị ha. Và nói chung là ở đây thì tới đây là hết đường rồi quý cô chú anh chị ha. Đây là những cái vườn của các hộ dân ở phía trong nha quý cô chú anh chị. Và hôm nay em sẽ gửi đến quý cô chú anh chị một lô đất sào có giá cực rẻ luôn, là chỉ có hơn 42 triệu một sào thôi ha. Và chủ sẽ cắt bán cho mình là 6,5m mặt tiền đường đất này nha quý cô chú anh chị. Và dài một cạnh là 162m và một cạnh là 165m. Và tổng là 1.033 m² nha quý cô chú anh chị. Tức là cái một sào phía trước này là cây lâu năm ha. Và thêm là phần sau của mình là được 10.928 m² là sổ lúa nước nha quý cô chú anh chị ha. Nhưng mà sổ lúa nước của mình thì chủ nhà đã lên lý và trồng điều rồi nha quý cô chú anh chị. Thì tổng cái diện tích lô đất ngày hôm nay em quay là 11.961 m², trong đó là có 1.033 m² là cây lâu năm, còn 10.928 m² là cây lúa nước nha quý cô chú anh chị. Và giá chỉ có hơn 42 triệu một sào và tổng là 500 triệu thôi quý cô chú anh chị ha. Thì nếu quý cô chú anh chị dành có thời gian thì dành chút ít thời gian theo dõi hết video của em ngày hôm nay nha. Dạ thì phía trước của mình là đất trống nha quý cô chú anh chị, và phía sau là có cao su đang cạo luôn ha. Nói chung là một sào cao su là cây lâu năm nha quý cô chú anh chị, còn hơn một hết đó là làm cây lúa nước ha. Nhưng mà đất đã lên liếp là trồng điều rồi quý cô chú anh chị, chứ không phải là sổ lúa nữa đâu ha. Và vườn cao su của mình thì đang cạo, nói chung là cũng khá là đẹp đó quý cô chú anh chị, rất là thông thoáng luôn. Thì nếu mà quý cô chú anh chị có thời gian thì lên xem đất, thì em sẽ dẫn vào lô đất cho quý cô chú anh chị xem thực tế lô đất của mình là như thế nào nha. Thì như quý cô chú anh chị cũng thấy ha, thì cái lô đất của mình là 6,5m mặt tiền đường đất, là phía trước là có ít đất trống ha, còn dài ra phía đằng sau là cao su đang cạo này quý cô chú anh chị. Thì chủ sẽ tách là 6,5m mặt tiền ngang cho mình ha, và chạy dài ra đến hết cái vườn cao su của mình luôn nha quý cô chú anh chị ha. Và đây là vườn điều của mình nối liền với cao su đây. Đây em đang di chuyển ra đằng sau ha. Dạ đây là cái phần sau của mình là vườn điều này quý cô chú anh chị, mang tiếng là sổ lúa nước ha. Nhưng mà đất của mình là cao hơn cái vườn cây lâu năm luôn, và cao hơn cái vườn cao su luôn quý cô chú anh chị ha. Đây cao hơn là khoảng 1m luôn đó quý cô chú anh chị. Và điều của mình thì đang cho bông khá là nhiều luôn nè. Đây ha, vườn điều của mình là hiện tại đang cho bông đây nha. Và đây em đang di chuyển vào trong vườn điều của mình. Thì quý cô chú anh chị cũng thấy ha, cái vườn của mình là cao hơn cái vườn cao su luôn nè. Đây cái vườn cao su của mình đây ha. Thì cái vườn điều của mình là ở ngay chỗ em đây ha. Và đây là hồi đó chủ nhà có móc liếp nè quý cô chú anh chị. Đây vườn của mình phía bên tới bên này luôn ha. Và vườn của mình là đến là 10.928 m², phần sau là phần lúa nước đó quý cô chú anh chị, nên khá là rộng luôn ha. Đây là phần móc liếp của mình rồi nè.
và điều của mình thì nói chung là cũng khá là nhiều luôn. Thì em thấy là giá 500 triệu mà mình mua được nguyên một cái vườn là gần 1 hectare đó quý cô chú anh chị. Mà giá chỉ có 500 triệu thì em thấy là giá này thì mình đầu tư hoặc là mua để làm của và thì em thấy cũng khá là hợp lý ha. Đây là có ít cây tràm bông vàng đó quý cô chú anh chị. Dạ thì em sẽ nói lại thông tin một lần nữa cho quý cô chú anh chị mình được biết rõ ha. Dạ lô đất của mình thì được 6,5 mét mặt tiền nha quý cô chú anh chị. Dài một cạnh là 160 mét, một cạnh 165 mét là cái sổ cây lâu năm ha. Còn cái phần đất lúa của mình là được 10.928 mét vuông và tổng diện tích 2 phần 2 sổ của mình là 11.961 mét vuông và thuộc hướng Tây Bắc nha quý cô chú anh chị. Và đây là cái phần móc liếc của mình ha quý cô chú anh chị. Và ở dưới này cũng có cá luôn đó. Rất là nhiều cá luôn. Thì là nếu mà quý cô chú anh chị mua làm vườn để ở hoặc làm khu nghỉ dưỡng thì em thấy cũng khá là thích hợp đối với cô chú anh chị ha. Đây, ở dưới này là cá lóc cũng khá là nhiều đối với cô chú anh chị. Và mua cái lô đất này thì cũng có sẵn nguồn thu cho mình luôn ha. Thì em thấy là 500 triệu, hơn 42 triệu một xào một chút thôi quý cô chú anh chị, thì thấy là khá là hợp lý luôn ha. Đất của mình thì đất cao hơn đất cây lâu năm luôn, và có sẵn điều cho mình luôn. Thì nếu mà quý cô chú anh chị có muốn là mua để đầu tư hoặc là để ở thì nhớ là alo cho em qua số điện thoại Zalo là 0967 557 282. Em sẽ gửi mọi thông tin, sổ sách, hình ảnh, vị trí của lô đất này qua cho quý cô chú anh chị mình tham khảo luôn ha. Dạ thì lô đất của mình thì thuộc thôn Tư của xã Thiền Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước nha quý cô chú anh chị. Và nếu mà di chuyển ra đường quốc lộ DT759B thì khoảng là 5,5 km nha quý cô chú anh chị ha. Và di chuyển về Đồng Xoài là khoảng 77 km và di chuyển về Bình Dương là khoảng 107 km ha. Và di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh là 163 km nha quý cô chú anh chị. Và cái lúc mà quý cô chú anh chị lên mua thì bên chủ nhà sẽ kêu địa chính vàng và đo ranh cắm mốc lại cho bên mình, nên quý cô chú anh chị mình cũng yên tâm ha. Dạ thì quý cô chú anh chị cũng thấy ha, lô đất của mình thì khá là rộng rãi luôn và rất là thoáng nha quý cô chú anh chị. Và đối diện mình là lô cao su của những nhà hàng xóm ha, và mình chỉ được là một xào là cao su phần bên mình thôi. Thì nếu quý cô chú anh chị thấy lô đất này phù hợp tài chính của mình thì đừng quên alo cho em qua số điện thoại em có ghim trên video nha. Và nếu mà quý cô chú anh chị có thắc mắc gì hoặc là muốn góp ý gì thì cứ liên hệ với em qua số Zalo của em hoặc là để lại bình luận trên cái video của em nha quý cô chú anh chị ha. Và đất của mình ở đây thì hoàn toàn là đất sạch nha quý cô chú anh chị, không vướng tranh chấp ha, không vướng quy hoạch và không có mồ mả gì ở trên đất đâu quý cô chú anh chị ha. Nói chung là đất mình cũng mỗi tội lên clip thôi nhưng mà tương đối là đẹp đó quý cô chú anh chị ha. Đây nè, tràm bông vàng của mình nói chung là trồng hai bên ranh cái clip đó quý cô chú anh chị. Điều của mình thì trồng hai hàng hai bên, nói chung là cũng khá là đẹp đó quý cô chú anh chị ha. Và vườn của mình thì giáp với cái tràm bông vàng cái bên này ha. Đây, quý cô chú anh chị cũng xem toàn bộ video rồi. Thì nếu mà quý cô chú anh chị có yêu thích cái lô đất này thì nhớ cho em một nút like ha, chia sẻ video và đăng ký kênh giúp em với nha. Và video em cũng quay toàn bộ hết cho quý cô chú anh chị mình xem rồi. Thì nếu mà quý cô chú anh chị có góp ý gì thì nhớ là liên hệ với em ha. Và có muốn lên xem đất thì nhớ là báo trước với em một ngày nha quý cô chú anh chị. Thì em sẽ sắp xếp công việc và đưa quý cô chú anh chị vào xem lô đất này. Thì nói chung là đất lúa một sào cây lâu năm còn hơn 1 hết là sổ lúa, nhưng mà đất của mình thì hiện tại là đất cây đúng y là đất cây lâu năm chứ không phải là đất ruộng như quý cô chú anh chị ha. Và có sẵn nguồn thu luôn mà giá chỉ có 500 triệu cho một gần 1 hết 2 quý cô chú anh chị. Thì nếu quý cô chú anh chị thấy phù hợp thì đừng bỏ lỡ video ngày hôm nay nha. Dạ thì em cũng quay hết toàn bộ video cho quý cô chú anh chị xem từ ngoài đường nhựa vào trong lô đất cho quý cô chú anh chị rồi ha. Thì nếu quý cô chú anh chị thấy phù hợp tài chính của mình thì alo cho em liền
Và đến đây em cũng xin kết thúc video tại đây nha quý cô chú anh chị. Em cũng cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết video của em nha. Tạm biệt quý cô chú anh chị và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào những video tiếp theo.